Xin chào tất cả mọi người. Chiếc mũ LS2 FF353 quen thuộc của chúng ta có một phiên bản màu luôn luôn bán rất chạy và hết hàng rất nhanh. Đó là màu xám nhám vệt cam. Màu này đã hết hàng tầm khoảng gần một năm. Và hôm nay thì hãng LS2 họ vừa về hàng thì mình đã lấy luôn. Phiên bản màu xám nhám vệt cam này, mình hay gọi tắt là màu vệt cam, đã được nâng cấp từ phiên bản ECE205 sang phiên bản mới nhất ở đây là phiên bản 206. Ở video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lại cho mọi người cái màu vệt cam này, cũng như chia sẻ thêm cho mọi người những cái sự thay đổi của bản 205 và bản 206. Thì đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau xem một vòng xung quanh của cái màu xám nhám vệt cam này. Đây là màu dạng nhám, nhìn cái mũ rất là khỏe và nó sẽ có một cái vệt cam vòng tròn ở đây. Đây là màu mình thấy mà mọi người lựa chọn rất là nhiều, và hãng thì họ luôn luôn về với số lượng hạn chế, bán rất là nhanh, chỉ trong vòng đâu đó tầm khoảng 1 đến 2 tháng là bên mình đã bán hết hàng rồi. Mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái sự thay đổi của cái màu sắc này ở bản 206 so với bản cũ 205. Cái sự thay đổi đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy đó là cái phần lót vải. Bộ lót vải đã không còn là màu đỏ nữa, mà bây giờ sẽ chuyển toàn bộ sang màu đen và màu xanh đen. Khi mà chuyển cái bộ lót vải như này thì mình đánh giá rất cao luôn. Các bạn đội nó sẽ sạch sẽ và không sợ bị lộ vết bẩn như cái phiên bản cũ là cái phần lót vải màu đỏ. Cái sự nâng cấp thứ hai mà mình cũng đã chia sẻ cho mọi người trong cái video hôm trước mình có làm ấy, đó là về phần khóa mũ. Phần khóa mũ cũng đã chắc chắn hơn, tốt hơn. Một cái sự nâng cấp tiếp theo của cái bản ECE206 này so với bản 205 đó là về phần bát kính. Ở bản cũ khi mọi người đóng cái khóa kính này xuống này, nó vẫn không có chút kính nhá. Chỉ có bản FF800 mới có chút kính thôi. Nhưng ở bản 206 này đã được nâng cấp này, mọi người nghe nhé. Cái phần bát kính này lò xo làm chắc chắn hơn. Khi mà kéo gần đến đây, nó sẽ tự có lực ép xuống. Và chúng ta sẽ nhìn này. Cái bản cũ 205 thì khi đóng hết kính xuống, mọi người bỏ tay ra thì mọi người vẫn thấy có một khe hở ở đây. Các bạn nào đang dùng cái mũ FF353 bản 205 các bạn có thể bỏ ra các bạn xem. Nhưng bản 206 thì đã kín khít hơn rất là nhiều, do cái lực lò xo ở bát kính này giúp cái kính này chắc xuống. Thì đây là phần mình đánh giá rất là cao. Nó sẽ giúp cho cái mũ nó kín khít hơn, chạy nó sẽ đỡ ồn hơn. Và một cái sự nâng cấp nữa của cái bản 206 đó là về độ an toàn. Chắc chắn là phiên bản ECE206 độ an toàn sẽ cao hơn rồi. Như mọi người đã biết, chuẩn ECE của châu Âu là một chuẩn an toàn rất khắt khe. Khi mà họ kiểm tra vào đập thì họ sẽ thả rơi cái mũ xuống ở từ độ cao bao nhiêu, từ vận tốc bao nhiêu, và họ cho vào đập ở những cái điểm nào. Thì như mình biết, với bản ECE205 thì chỉ kiểm tra vào đập ở 5 điểm. Còn với phiên bản 206 thì người ta sẽ kiểm tra ở 12 điểm, và có những điểm ngẫu nhiên, cả những điểm đâm ngang này nữa. Vì vậy là tất cả các hãng đều phải gia cố thêm cái phần mút xốp ở bên trong, khiến cho cái mũ nó dày dặn hơn, nó chắc chắn hơn, độ an toàn nó cao hơn. Nhưng bù lại, nhược điểm là sẽ làm cho cái mũ nó phải to lên một chút và nặng nề hơn một chút, nặng thêm đâu đó so với bản cũ tầm khoảng 50g. Bây giờ mình sẽ đội cho mọi người xem cái màu này nhé. Nhắc lại cho mọi người về cách đội này, mọi người cứ cầm hai cái dây này, banh thật mạnh ra, và mình nhớ kéo kính lên trước, hơi về sau một chút và hạ xuống. Đội nó phải ôm căng cái má này thì mới là chuẩn nhé, chứ đừng có độ sộc sạch. Và như mình thấy này, cái bản 206 này với mình sẽ là ưu điểm nhé. Bởi vì mình là một người thích đội ôm càng căng chặt càng tốt, thì cái bản 206 này lót vải nó sẽ căng hơn một chút so với bản 205. Nó sẽ làm cho cái bị bóp chặt cái miệng lại. Như này thì chạy tốc độ cao nó sẽ đầm chắc hơn, cái mũ sẽ không bị xô sạch. Nhưng bù lại, với những ai mà chưa đội quen mũ full face, mới tập đội mũ full face thì sẽ cảm thấy nó bóp chặt quá, nó khó chịu. Thì đây nó vẫn vừa là ưu và vừa là nhược, nhưng mà không thành vấn đề đâu mọi người ạ. Bởi vì đội lâu là cái lót vải này nó sẽ xẹp xuống. Các bạn hình dung giống như cái gối đấy, lâu ngày thì cái gối nó cũng sẽ xẹp xuống, thì cái lót vải cũng y như vậy. Và lót vải này mình có thể mua thêm được. Các bạn cứ nhắn tin cho mình sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người cách đo vòng đầu để chọn size mũ làm sao cho nó phù hợp. Còn một chi tiết nữa mình sẽ nói nhanh cho mọi người thôi, đó là sự nâng cấp về độ hoàn thiện tỉ mỉ. Khi mà mình tháo tung toàn bộ lót vải này ra thì mình đã thấy ở bên trong các chi tiết được làm chỉnh chu hơn, chắc chắn hơn so với bản cũ. Những bạn nào mà mua bản mới này về rồi có thể tháo tung ra để kiểm tra nhé. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người những cái kính màu độ thêm của cái chiếc mũ FF353. Về giá bán của chiếc mũ FF353 được hãng họ liên miết trên toàn quốc, kể cả bản cũ và bản mới, vẫn là 1.700.000. Kính zin sẽ là kính trắng như này. Còn tất cả kính màu đây là mọi người phải mua thêm. Bên mình sẽ có 3 loại kính màu để cho mọi người độ thêm. Đầu tiên là kính đen, thứ hai là kính Revo cam, và thứ ba là kính Revo xanh. Kính Revo cam và Revo xanh này các bạn có thể đi được cả ban ngày và ban đêm. Ban ngày giúp giảm chói nắng, và buổi tối thì giúp giảm chói đèn xe. Còn riêng kính đen này thì khuyến cáo cho mọi người chỉ đi ban ngày thôi, bởi vì đây là một cái kính chống chói nắng ban ngày rất tốt,
và nhược điểm là buổi tối sẽ khó nhìn. Nếu bạn nào mà chủ yếu đi ban ngày, xác định là mình cần một cái kính chống nắng thật tốt thì hãy lấy kính đen. Còn đâu ban ngày mình chống vừa vừa thôi mà tối vẫn đi được thì dùng kính Vivo. Kính đen này thì đi đêm thì các bạn phải đổi về kính trắng nhé. Và cái việc tháo lắp kính thì rất là dễ dàng thôi. Mọi người nhìn xem này, lắp kính vào rất là đẹp. Và mình sẽ quay nhanh từng kính màu cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là kính đen, các bạn thấy không? Lắp kính đen vào nhìn cái mũ nó ngầu hơn rất là nhiều. Kính đen này đi ban ngày trời nắng mùa hè cực tốt luôn. Chỉ có điểm yếu là buổi tối sẽ khó nhìn thì chúng ta có thể đổi về kính trắng. Thứ hai là kính Vivo Cam. Kính Vivo này sẽ đi được cả ngày và đêm. Và tất cả những cái kính màu này của bên mình ấy, khi các bạn mua cùng mũ thì sẽ được ưu đãi giảm giá 30%. Mình đảm bảo nó không ở đâu rẻ hơn được. Kính Vivo Cam và kính Vivo Xanh thì không phải kính chính hãng mọi người nhé, là kính do một bên thứ ba họ làm thôi. Vì vậy độ kín kít nó sẽ không bằng kính chính hãng. Còn cái kính đen này là kính chính hãng này. Bên mình thì quan điểm bán hàng là có sao đấy vậy. Các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn mua, mà không phù hợp thì không mua. Đơn giản vậy thôi, để cho chúng ta bán buôn bán với nhau nó thoải mái, nó dễ dàng. Và thứ ba đây đó là kính Vivo Xanh, cũng rất là đẹp luôn. Kính Vivo Xanh này cũng không phải kính chính hãng nhé, chỉ có kính đen và kính trắng là kính chính hãng thôi. Đây là do một bên thứ ba sản xuất. Và tất cả những kính màu này thì nhắc lại cho mọi người là đều được giảm 30% khi mua cùng mũ. Ngoài cái màu Việt Cam này ra thì bên mình đã có đầy đủ những cái màu mới nhất của phiên bản ECE 206. Đó là màu đen bóng này, màu đen nhám này, màu xám xi măng. Các bạn cần mua cứ nhắn mình qua Zalo hoặc qua Facebook Đình Vũ Helmet nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Có bất cứ câu hỏi gì thì cứ bình luận ở phía dưới. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.